Xin chào mọi người ạ. Hôm nay ở cái video trong sáng nay thì mình xin giới thiệu tới các bạn một cái sản phẩm mà được rất là nhiều khách hàng bên mình tham khảo cần tư vấn cũng như là đặt hàng thời gian vừa qua. Đó chính là cái sản phẩm lam nhôm chắn nắng chấp nhôm 3S. Sáng nay thì mình cũng vừa bán một đơn hàng về lá hoa lạc cho khách hàng với cái diện tích là khoảng 30m2 cái lam nhôm chắn nắng chấp nhôm 3S này. Đó. Về cái màu sắc của chiếc nhôm 3S thì mình đã giới thiệu rất là nhiều ở các video trước. Có màu, các cái màu phổ biến là màu trắng, màu ghi nhũ, màu ghi đậm và màu đen. Các cái màu cơ bản như thế, còn quý khách muốn sơn màu vân gỗ thì cũng được. Nhưng mà cái thời gian chờ đợi và chi phí nó sẽ cao hơn. Cái chiếc nhôm chắn nắng này thì có cái giá bán buôn bên mình đang để hiện tại, tính đến thời điểm hiện tại là 450.000 đồng một mét vuông. Với cái khoảng cách tiêu chuẩn là 20cm một lá, tức là mỗi lá cách nhau 20cm thì 1m2 chúng ta sẽ tính được bằng 5m dài. Chúng ta có thể tính được là diện, tức là đơn giá của mét vuông theo mét vuông là 450.000 một mét vuông thì sẽ tương ứng với 90.000 đồng một mét dài. Theo tiêu chuẩn thì 1m2 chúng ta sẽ được cấp 5 móc đỡ như thế này, 5 móc đỡ theo tiêu chuẩn như thế này. Ngoài ra nếu các phân chúng ta tính toán là thiếu thì chúng ta sẽ đặt mua thêm cái đơn giá của móc đỡ. Đến thời điểm hiện tại, bên mình đang để giá là 20.000 đồng một móc đỡ như thế này. Cái độ dày của cái chấp nhôm này thì có cái độ dày là 0.6 này. Độ dày 0.6. Cái thiết kế thông minh chúng ta chỉ cần biết khoan, biết vít vào cái mặt bằng chúng ta có sẵn. Và chúng ta chỉ cần cài cái lá chớp lên cái móc đỡ như thế này là chúng ta có thể hoàn thành cái việc lắp ráp rồi. Với cái giá thành rẻ này, thiết kế thông minh nên là cái loại lam nhôm chắn nắng chiếc nhôm 3S này được sử dụng rất là nhiều cho các cái công trình, ví dụ như là trường học, bệnh viện, rồi là hộ gia đình làm chắn nắng ban công, rồi chắn nắng điều hòa vân vân. Các bạn muốn tham khảo thêm về hình ảnh của các cái công trình lam nhôm chắn nắng 3S thì các bạn có thể click vào đường link website mình để bên dưới phần mô tả của video. Quý vị muốn đặt hàng, các bạn hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới hoặc là gọi điện thoại tới số hotline là 0982064269. Cái video này mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới. Tạm biệt mọi người.